Xin chào các bạn, ở video lần trước chúng ta đã tìm hiểu các tác nhân để hình thành mộng. Ở video này chúng ta sẽ tìm hiểu cách để kiểm soát mộng. Chúng ta sẽ bắt đầu với video hôm nay, tìm hiểu phương pháp điều trị mộng. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu nhanh các tình trạng của mộng. Thứ nhất là mộng đầu đen, thứ hai là mộng đầu trắng, thứ ba là mộng trứng cá, là một loại tổn thương nhỏ, nhô cao, sờ vào thấy rắn và không chứa dịch. Thứ tư là mộng mẫu, là một tổn thương chứa đầy mẫu do tăng viêm ở nang lông và tích tụ các tế bào viêm. Thứ năm là u nang, là một loại tổn thương sâu hơn, có đặc điểm là nang lông giãn ra và chứa đầy chất sần. Mụn bọc là sự phát triển từ u nang, gây ra sự phá hủy tính toàn vẹn của nang lông và cái tình trạng viêm tăng lên, dẫn đến một tổn thương lớn, rắn, chứa đầy chất sần và mẫu. Phần tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu các thành phần trị mụn được sử dụng trong nhiều sản phẩm. Thứ nhất là retinoid. Retinoid ảnh hưởng đến sự tăng sinh và biệt hóa của tế bào và làm đảo ngược cái quá trình bong vảy bất thường bằng cách tăng sự chuyển hóa của biểu bì và đẩy nhanh cái quá trình rụng của tế bào sần, dẫn đến sự đào thải của mụn và ức chế cái giai đoạn đầu tiên hình thành mộng. Sự thay đổi của nang lông của tuyến bã nhờn bằng cách khôi phục lại cái quá trình hình thành bình thường của nang lông và thúc đẩy cái môi trường hiếu khí, ngăn chặn cái môi trường phát triển của vi khuẩn BSNet và có khả năng tăng cường xâm nhập của các loại thuốc bôi khác. Các retinoid thường được sử dụng trong thị trường. Thứ nhất là tretinoin, là một dạng của vitamin A. Nó là một chất làm tan mụn tiêu chuẩn được sử dụng trong điều trị mụn và điều hòa cái quá trình bong vảy của biểu bì, ngăn chặn sự tắc nghẽn của tuyến bã nhờn. Nó dường như có đặc tính chống viêm. Nó đã được sử dụng trong điều trị mụn trong rất là nhiều thập kỷ qua. Thứ hai là arabalen. Arabalen là một chất tương tự như retinoid tổng hợp, được sử dụng phổ biến nhất làm thuốc điều trị retinoid tại chỗ. Nó có khả năng làm bình thường hóa sự biệt hóa của tế bào và ngăn chặn sự hình thành mụn trứng cá. Nó cũng cho thấy cái khả năng chống viêm trên các cái tổn thương do mụn trứng cá. Thứ ba là tazaroten, là một loại thuốc tổng hợp từ acetylenic. Nó là một trong những cái retinoid mới hơn được sử dụng để điều trị mụn. Nó ảnh hưởng đến sự biệt hóa và tăng sinh của tế bào sần trong biểu bì và cũng cho thấy cái đặc tính chống viêm. Nó được coi là phương pháp điều trị thứ hai sau khi các phương pháp điều trị bằng retinoin và adapalene không hiệu quả. Tiếp theo là BHA, đại diện là acid salicylic. Acid salicylic là một thành phần ưa béo, vì vậy nó có thể xâm nhập sâu vào da. Kết quả là nó có khả năng làm sạch lỗ chân lông. Cơ chế tẩy tế bào chết của salicylic acid là phá vỡ cấu trúc của desmosome. Sự phá vỡ của các cấu trúc liên kết này làm cho các tế bào da bị bong ra, dẫn đến lớp da bên ngoài bị bong tróc. Ngoài đặc tính tẩy tế bào chết, acid salicylic còn được chứng minh là có tác dụng chống viêm và kháng khuẩn. Tiếp theo là AHA, bao gồm linoleic acid, tartaric acid, acid lactic, acid và acid malic. Tác dụng của nó là giúp tẩy tế bào chết. Cơ chế là tẩy tế bào chết theo lớp. AHA gây ra chết của tế bào sần. AHA làm nồng độ của ion canxi giảm trong lớp biểu bì, phá vỡ cái sự liên kết của tế bào sần bằng cách loại bỏ các ion canxi ra khỏi sự kết dính của tế bào. Ngoài ra nó còn có tác dụng thúc đẩy tăng trưởng tế bào và làm chậm cái quá trình biệt hóa của tế bào, tăng độ dày của lớp biểu bì và có khả năng tổng hợp collagen và acid hyaluronic acid. Tiếp theo là benzoyl peroxide. Benzoyl peroxide là một thành phần quan trọng trong liệu pháp điều trị mụn. Nó có khả năng làm giảm rõ rệt vi khuẩn BSNet và các tổn thương mụn có viêm và không có viêm. Benzoyl peroxide khi được hấp thụ vào da sẽ được chuyển hóa thành acid benzoic. Acid benzoic chuyển hóa bởi các cytokine trong da sẽ giải phóng ra oxy gốc tự do, hoạt động dẫn đến quá trình oxy hóa protein của vi khuẩn, làm cải thiện tình trạng mụn xảy ra, giảm mức độ lipid và acid béo tự do và vi khuẩn BSNet. Ngoài ra, các nghiên cứu liên quan đến benzoyl peroxide đã cho thấy làm giảm sự xuất hiện của các chủng BSNet kháng sinh. Các thành phần được nêu trên khả năng gây ra kích ứng, làm bỏng rát, ban đỏ, bong tróc và khô da. Ngoài ra còn có các thành phần như là nicotinamide, là một loại vitamin có đặc tính chống viêm mạnh, có thể cung cấp một cái lựa chọn điều trị mụn tiềm năng. 2% nicotinamide bôi tại chỗ làm giảm đáng kể tỷ lệ tiết bã nhờn và giảm cái mức độ bã nhờn bình thường. Ngoài ra, nicotinamide được cho là làm giảm sự bài tiết trong ống nghiệm của interleukin 8. Kẽm BCA là một loại điều tiết bã nhờn. Kẽm BCA có hoạt tính chống vi khuẩn. Đối với BSNet, những cái loại thuốc kháng sinh chúng ức chế sự phát triển của vi khuẩn BSNet và giảm viêm. Những loại thuốc kháng sinh tại chỗ như là erythromycin, clindamycin là những loại thuốc được dùng nhiều để điều trị mụn. Phần cuối cùng, tôi sẽ nói về các phương pháp điều trị mụn. Mụn là một bệnh viêm nang lông mãn tính, có thể xảy ra từ 80 đến 90% dân số ở độ tuổi dậy thì và nó có thể kéo dài sau thời gian tuổi dậy thì ở một số người. Bạn có thể chia mụn thành hai giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất là giai đoạn hình thành mụn và giai đoạn thứ hai là các tổn thương do phản ứng viêm. Các tổn thương do mụn có thể xảy ra theo cấp số nhân. Vì vậy, khi bạn bị mụn, bạn phải cần điều trị nó ngay lập tức, tránh các trường hợp mụn chuyển sang giai đoạn nặng hơn. Khi đó rất khó để điều trị và các tổn thương là rất là lớn. Ở phần này tôi sẽ giúp bạn cách để kiểm soát mụn hiệu quả. Tôi sẽ chia nó thành từng giai đoạn.
Đầu tiên là phòng ngừa mộng, lợi ích của nó là giảm nguy cơ hình thành mộng ở giai đoạn 1 và các cái tổn thương sau này, giúp lỗ chân lông được duy trì. Vì mộng là một trong những nguyên nhân làm tăng kích thước lỗ chân lông, đây là một bước quan trọng để bạn có một làn da đẹp sau tuổi dậy thì. Phương pháp vệ sinh da là điều quan trọng nhất cần làm. Rửa mặt bằng sữa rửa mặt 2 lần trên ngày, tẩy tế bào chết 2 lần trên tuần là quan trọng. Thứ hai là rửa mặt thường xuyên bằng nước thường, tần suất khoảng 2-3 giờ trên lần. Vì rửa mặt sẽ loại bỏ được cái tế bào chết, dầu thừa và bụi bẩn và vi khuẩn một cách an toàn. Nó cực kỳ phù hợp với các bạn da dầu, và còn đối với các bạn da khô, sau khi rửa mặt có thể sử dụng các sản phẩm giữ ẩm. Vì da khô thường hay dễ bị kích ứng, rửa mặt thường xuyên sẽ làm giảm các nguy cơ bị kích ứng. Bạn sẽ nghĩ rằng rửa mặt nhiều lần như vậy không tốt cho da. Rửa mặt bằng nước nó khác với rửa mặt bằng sữa rửa mặt, và nó cũng khác với việc mà bạn tiếp xúc với nước thường xuyên trong thời gian dài. Tôi đã từng bị mụn và tôi cũng đã áp dụng phương pháp này 2 giờ trên lần, kết quả là giảm rõ rệt. Bạn cũng đừng sợ da mất dầu, vì bạn thuộc da dầu thì dầu không bao giờ thiếu trên mặt. Ngoài ra ở tuổi học sinh thì phương pháp rửa mặt này cũng giúp bạn tỉnh táo hơn sau khoảng 2-3 giờ học. Thứ ba nữa là các cái sản phẩm giảm kích ứng và chống viêm được khuyến khích được sử dụng. Nếu bạn da dầu, bạn có thể sử dụng các cái sản phẩm kiểm soát dầu là rất cần thiết. Ngoài ra các cái sản phẩm giữ ẩm cũng là cần thiết đối với da dầu và da khô. Tránh các cái thành phần như là AHA, BHA, các cái thành phần mà làm mỏng da. Các cái thành phần này rất là dễ bị kích ứng, vì da của bạn mỏng, khả năng bị mụn là rất cao. Phần thứ năm nữa là chọn các cái sản phẩm mỹ phẩm đúng theo cái tình trạng da của bạn là rất là quan trọng. Nếu bạn không muốn ngày hôm sau thức dậy và mặt đầy mụn. Trước khi đi vào phần điều trị mụn, tôi có một số cái lưu ý. Đầu tiên, bạn cần xác định đúng cái tình trạng mụn của mình, bởi vì các thành phần trị mụn nó có nhiều cái tác dụng phụ như là làm bong tróc da, gây kích ứng, gây đỏ da, gây ngứa. Thứ hai nữa là việc sử dụng cái hàm lượng cao quá mức hay là những cái thành phần có cái tính năng quá mạnh cũng không có làm tăng cái hiệu quả trị mụn mà nó còn làm hại hơn. Một việc nữa là tránh cái vòng lặp là tẩy mụn quá mức làm cho da mỏng đi, khi đó thì vi khuẩn sẽ dễ xâm nhập, sau đó thì cơ thể sẽ kích thích cái hệ thống miễn dịch, kết quả là làm nhiều mụn hơn và cái tình trạng mụn cũng tăng lên. Khi tình trạng mụn tăng lên thì bạn lại sử dụng cái thành phần có hoạt tính cao hơn, cuối cùng thì cái vòng xoay đó nó lại lặp đi lặp lại. Vì vậy hãy biết về cơ chế và quy trình trị mụn là rất cần thiết để kiểm soát mụn và các cái tổn thương của nó. Đầu tiên là giai đoạn hình thành mụn. Giai đoạn này chia làm hai cái tổn thương. Ở mức 0 là từ không tổn thương cho đến tổn thương rất là ít, có rất ít mụn trên mặt. Ở mức 1 từ có một vài cái mụn đầu đen hoặc đầu trắng trên mặt cho đến những có một vài cái mụn mủ khó có thể nhìn thấy ở khoảng cách 2.5m. Các sản phẩm được khuyên dùng ở mức 0 là Adapalene 0.1%, Isotretinoin 0.05%, Acid Azelaic 20%. Bạn có thể sử dụng một trong ba cái sản phẩm này. Các cái sản phẩm khuyên dùng ở mức 1 là Adapalene 0.1%, Isotretinoin 0.05%, Acid Azelaic 20%. Bạn có thể sử dụng một trong ba cái sản phẩm này kết hợp với Benzoyl Peroxide 2.5%. Bạn cần áp dụng cái phương pháp đề phòng mụn tôi nói ở trên là rất là cần thiết. Trong cái giai đoạn này các sản phẩm chống viêm là rất là cần thiết. Sau giai đoạn này nó sẽ phát triển thành những cái mụn viêm, nó sẽ gây ra cái tổn thương rất là lớn. Vì vậy các cái sản phẩm mà chống viêm là rất là cần thiết. Thêm một điều nữa, nếu bạn da dầu thì bạn sử dụng thêm các cái sản phẩm kiềm dầu là rất cần thiết. Còn nếu bạn da khô thì bạn cần sử dụng thêm các cái sản phẩm giữ ẩm, các sản phẩm làm dịu da là rất là quan trọng. Tiếp theo là giai đoạn mụn mụn nhẹ, mức 2, dễ dàng nhìn thấy, ít hơn một khu vực bị ảnh hưởng có liên quan, có nhiều mụn bọt, u nang và mụn mủ. Các cái sản phẩm khuyên dùng như là Clindamycin kết hợp với Benzoyl Peroxide 2.5% hoặc là Adapalene 0.1% kết hợp với Benzoyl Peroxide 2.5% hoặc là Clindamycin kết hợp với Benzoyl Peroxide 2.5% cộng với Retinoid hoặc là Acid Azelaic 20% hoặc là Retinoid 0.1% kết hợp với Benzoyl Peroxide 5%. Cuối cùng là bạn kết hợp với phương pháp phòng ngừa mụn đã nêu ở cái phần trên để kiểm soát mụn một cách tốt hơn. Tiếp theo là giai đoạn mụn mủ trung bình, mức 3, hơn một nửa khu vực bị ảnh hưởng có liên quan, nhiều mụn bọc và mụn mủ. Các sản phẩm khuyên dùng như là Clindamycin kết hợp với Benzoyl Peroxide 5% kết hợp với Retinoid hoặc là Acid Azelaic hoặc là thuốc kháng sinh đường uống kết hợp với Retinoid hoặc là Salicylic Acid kết hợp với Benzoyl Peroxide 5% hoặc là thuốc kháng sinh đường uống kết hợp với Adapalene cộng với Benzoyl Peroxide 5% hoặc là thuốc kháng sinh đường uống kết hợp với Acid Azelaic hay là Salicylic Acid kết hợp với Benzoyl Peroxide 5%. Đối với phụ nữ, thuốc kháng androgen kết hợp với Retinoid hoặc là Acid Azelaic hoặc là Salicylic Acid kết hợp với Benzoyl Peroxide 5%. Cũng giống như phần trên, các phương pháp đề phòng mụn là rất là quan trọng. Vì vậy bạn cần thực hiện tốt nó để có thể kiểm soát mụn tốt hơn.
Tiếp theo là mụn mụ nặng. Bước 4, toàn bộ khu vực có liên quan bao phủ về mụn trứng cá, nhiều mụn mủ, mụn bọc và u nang. Các sản phẩm khuyên dùng đầu tiên là kháng sinh đường uống kết hợp với retinoid 0,1% hoặc là acid salicylic 2% hoặc là AHA kết hợp với benzoyl peroxide 10% hoặc là thuốc kháng sinh đường uống kết hợp với các sản phẩm như là adapalene kết hợp với benzoyl peroxide 10%. Sau khi mà sử dụng các sản phẩm ở giai đoạn đầu không hiệu quả, các sản phẩm khuyên dùng như là uống isotretinoin ở phụ nữ hoặc là thuốc kháng androgen đường uống kết hợp với retinoid hoặc là acid azelaic hoặc là salicylic acid kết hợp với benzoyl peroxide kết hợp với thuốc kháng sinh đường uống. Cũng giống như phần trên, áp dụng các phương pháp đề phòng mụn là rất quan trọng. Cuối cùng là giai đoạn bị viêm nặng, mụn trứng cá bị viêm khá nặng, bao phủ các vùng bị ảnh hưởng, có rất nhiều mụn mủ và mụn bọc và u nang. Lời khuyên là uống isotretinoin và đi bác sĩ da liễu. Các thành phần trị mụn là không thân thiện với da, cần cân nhắc kỹ khi sử dụng. Nếu sử dụng các thành phần kháng sinh, không sử dụng quá 3 tháng. Sau thời gian trị mụn, cần bảo dưỡng bằng retinoid tránh trường hợp bị tái lại. Benzoyl peroxide nên được sử dụng vào buổi sáng và retinoid nên được sử dụng vào ban đêm. Tổn thương do mụn từ giai đoạn mụn mủ trung bình, cần áp dụng thuốc kháng sinh đường uống kết hợp với các sản phẩm bôi tại chỗ. Các phương pháp phòng chống mụn là quan trọng. Cuối cùng, cần làm những cái post test trước khi sử dụng các sản phẩm trị mụn.